Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 tại các tỉnh thành phố phía Bắc, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, nhiều tổ chức cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân đã tích cực tham gia đóng góp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, kể từ khi phát động đến 17 giờ ngày 12 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tiếp nhận từ 65 tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương với tổng số tiền trên 2 tỷ 900 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với tinh thần nhường cơm sẻ áo, thể hiện trách nhiệm, tình thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ đối với đồng bào vùng bị bão lũ tàn phá. Mọi sự đóng góp gửi về địa chỉ, tiếp nhận ủng hộ qua số tài khoản, tên tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh An Giang, số tài khoản 3751-03029-363-00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang, nội dung ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, tiếp nhận ủng hộ trực tiếp văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, số 21 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại 02963-953-209. Thời gian tiếp nhận từ ngày 10 tháng 9 năm 2024 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024. Mọi sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần vật chất sẽ làm dơi bớt những đau thương mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ thiên tai. Qua đó, thể hiện tấm lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.